mấy ông chơi gan thấp thì mấy ông quýnh kỹ năng thôi, kiểu tự tin cái BK kỹ năng á, cứ BK thôi, BK hoài, BK đánh chết được, BK cho lên trình phải BK chứ quýnh mà gan dưới mà mấy ông quýnh muốn leo gan mấy ông farm lên leo gan không nổi đâu, mấy ông phải BK tới một mức trình độ nào mà mấy ông ao trình dưới là mấy ông sẽ lên gan, mà phải BK liên tục cho tôi, quýnh thua cũng quýnh đâu, quýnh tới dọc để cúp nghiệm thôi, mốt không đánh nữa, còn thắng đánh hoài luôn, BK cho đơ, BK tới chết. Làm game Vanguard top đánh ha, lâu rồi không chơi Vanguard top đánh. Ai là top đánh đi, Vanguard top đánh game, lâu rồi không chơi. Tao anh Khánh Béo chơi gì vậy? Japan hả? Khánh chơi Japan hả? Chơi gì thấy người ta chơi Vanguard cái bích Japan ập lòng vậy, chơi kỳ vậy. Bích kỳ vậy, chơi xấu vậy, xấu tính vậy. Xấu tính như win không tính nha, không lên clip nha. Vì bên kia nhiều game thủ quá vậy. Mất kỳ sức luôn. Thấy sự khác biệt giữa một người chuyên nghiệp và một người chơi game bình thường chưa? Đó là cái gì? Đó là tap thời gian lên. Jetmi vừa có được chiếc công đầu vào lúc 0049, nhưng mà thằng AD này, thằng mid, thằng gần này nó con là 5550 AD nó mới có lát, trong khi 546 là nó lát rồi. Thấy thumbnail không? Sự khác biệt giữa người chuyên nghiệp và một người bình thường đó, nếu học nhé. AD nó chết hồi 549 mà 550 nó mới lát hả? Ảo vậy. Hay làm tròn quá, làm tròn vậy lỡ nó lỡ 5546 đánh nó có lát cái 550 báo theo luôn, thua luôn. Ây da, kéo chậm vậy. Thôi gần đi fan đi, 22 được mà. Quýnh gì thọt gần ấy, quýnh gì bị chậm tim chậm nhịp á. Quýnh thế này gướng quá ta. Fan giết được dẫn lỗ á, tại kiểu AD nó vô thế rồi. Tưởng găng mấy pha này AD vô thế kiểu quay nó vậy á, nó học có bèo nó kiểu gì nó cũng chết à, nó không chết nó cũng mất ghép á. Mình đi gần mình nên lên cho farm quýnh nhì Java nó qua cúp lưu họ bị ao gần á, sub có thêm cái lát nữa, giết mẹ đâu có lời đâu. Ra nguyên quay nó vẫn farm hết, nó không bị mất ghép. Có những trường hợp người ta nói là giết mà không lời là những pha như này á, giết mà không lời đấy. Gắt vậy này già cục rồi. Canh Java đệ tứ này xíu phải bắn anh mới được lái combo mình chứ, xin phải bắn anh á. Giả bộ lui, giả bộ lui, giả bộ lui. Ngon, chú bơ đã. Này da thịt sức cái hết đam luôn em ạ, sao nó không bị sức chứ bắn chết thêm người nữa chứ. Yeah, kỳ sức đau quá, hết đam cái đờ không có tao đánh nè, kỳ sức nữa. Di chuyển đi ông ơi, trời ơi, sắp di chuyển nó quýnh lộn quá trời kìa, di chuyển thôi. Để đờ solo với ông tổ Kalista. Đánh với lại bét Kalista mà dám đặt tên ông tổ thôi hả? Hay gì đó. Hồi xưa ông tổ Kalista này có coi Ehip Slayer quýnh Kalista không? Lát ta lụm nó ông tổ ông tổ đi xa mà không quay lại. Gắt vậy ai da ghê vậy. Ô gịch đem hay da cái anh Japan này nha, canh Japan này nha. Gơi. Gia Van hồi chiều đồ, Gia Van TikTok ha. Gia Van trên TikTok nè, combo 43 giây nè. Sẽ để DG G Gia Van TikTok này cho Gia Van hết combo luôn. Nói chứ em thì quýnh cẩn thận á, quýnh
Ồ, quăng sẽ thua ngược á. Ôi được không vậy? Ghê ghê. Ê ho, pha này, mấy pha này quấn cẩn thận xíu nha anh em. Nói rồi, không nghe. Cảnh báo rồi không nghe. Rất là ly nhá. Mấy cái pha này cảnh báo rồi, nó cơ hội nó lật kèo mà. Cẩn thận đi anh em, mục tiêu. Ba con này siêu ghê đó. Mở ác á. Rồi xì giờ sắp tới rồi. Ơi nó no. Rồi danh nó dư hết, dắt nó dọ hết, dắt lên đồ cái này một xíu, lên cái đồng hồ nữa, ai mà đỡ nổi dắt. Mấy cái game này mình không cần đam, mấy game này mình chỉ cần sống thôi, mình làm câu kéo á, tại dắt nó chùm rồi, game lên GA luôn, chả cần lên đam nữa, dư đam mà, đồ mình ba đồ đam nhiều rồi. Mẹ ta kêu. À! Biết cưng hai không? Biết ông hai không? Ai không nhìn cho gam chứ sao? Trời tưởng gì? Tưởng thế nào? Tưởng thế nào chứ tay cũng thấy rồi. Lâu lâu là game Baguette tốc độ đánh thì nó lại cộng một clip nữa chứ sao? Baguette tốc độ đánh dạo chơi gặp anh Khánh Gia Phan. Tuyệt đời luôn. Em nhấn like subscribe kênh cho đó nha.